vị đến với bản tin quốc tế ngày 1 tháng 12 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Đài Loan khó triển khai bệ phóng tên lửa vì Trung Quốc siết chặt xuất khẩu URE, mối liên hệ oái âm này cụ thể ra sao? Mặt khác, Đài Loan cảm ơn Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc vì lời cảnh báo đanh thép tới Trung Quốc. Litva định lập văn phòng đại diện ở Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo về cái giá phải trả. Liên quan căng thẳng cao trào trên dãy Himalaya, Trung Quốc đang không ngừng xây dựng hệ thống mê cung mật thất, chứa đạn dược, vũ khí và bộ chỉ huy đầu não ngay sát biên giới Ấn Độ. Chúng có gì lợi hại? Nhìn về tương lai, liệu có phải tình báo phương Tây sẽ ngày càng lo sợ công nghệ trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc và Nga? Một số tin tức đáng chú ý tiếp theo. Quan chức Mỹ không lạc quan về kết quả đàm phán hạt nhân với Iran. CEO Moderna cảnh báo vaccine ít hiệu quả hơn với Omicron, biến thể mới tiếp tục lây lan hàng chục quốc gia. Myanmar xuất hiện tình tiết bất ngờ trong việc khép tội cựu lãnh đạo Suu Kyi. Cần cảnh dung nham đỏ rực từ núi lửa La Banma tuôn chảy với vận tốc 1m mỗi giây. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. từ cơ quan phòng vệ Đài Loan thừa nhận, lực lượng vũ trang của hòn đảo đang tạm thời giảm triển khai bệ phóng di động của tên lửa chống tiêm kích do thiếu hụt chất URE. Là thành phần để chuyển đổi chất xúc tác, URE rất quan trọng để các hệ thống tên lửa phòng không hùng phong của Đài Loan hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Hàn Quốc gần đây thiếu hụt dung dịch URE sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu mặt hàng này. Đài Loan theo đó cũng bị liên lụy và đối mặt với tình huống rất khó khăn. Tờ Apple Daily dẫn lời một quan chức an ninh chịu trách nhiệm về cung cấp hậu cần của Đài Loan cho biết các đoàn xe chở urê thậm chí có thể trở thành mục tiêu tấn công của quân giải phóng nhân dân PLA trong một cuộc xung đột tiêm tàng ở eo biển vì sự thiếu hụt urê sẽ làm tê liệt khả năng phòng thủ của hoàng đảo cơ quan phòng vệ Đài Loan nói thêm một lượng urê vốn sử dụng cho ô tô sẽ được dự trữ để dành cho trường hợp khẩn cấp cơ quan ngoại giao Đài Loan gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà lãnh đạo Úc vì đã lên tiếng bảo vệ hòn đảo khỏi áp lực quân sự tăng cường từ Trung Quốc Cụ thể, phát ngôn viên cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An hôm 29 tháng 11 khẳng định, Úc là người bạn quan trọng, là đối tác chung chí hướng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phía Đài Loan lên tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dalton ngày 26 tháng 11 phát biểu cảnh báo về sự bành trướng của Trung Quốc. Ông nói, những đám mây đen đang bao phủ đường chân trời và các nhà lãnh đạo thế giới không nên lặp lại sai lầm như trong những năm 1930. Bộ trưởng Úc còn cho rằng Quân đội Trung Quốc BOA đang tăng cường sức mạnh, hiện đại hóa cực kỳ nhanh chóng và Bắc Kinh luôn ngang ngược xem các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như chư hầu của mình. Ông Dutton thừa nhận, Úc sẽ phải trả giá nhất định khi chiến đấu bảo vệ Đài Loan nếu xung đột nổ ra, nhưng nếu Úc không hành động thì cái giá sẽ còn đắt đỏ hơn. Thủ tướng Úc Scott Morrison mô tả bài phát biểu của Bộ trưởng Dutton là đáng chú ý và nói thêm rằng Canberra sẽ đứng lên chống lại bất kỳ hình thức bắt nạt nào ở khu vực. Về phía Đài Loan, bà Âu Giang An, đại diện cơ quan ngoại giao nói rằng các nước Úc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và nhiều nền dân chủ hùng mạnh khác đều có sự đồng thuận quyết liệt về duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29 tháng 11 đã lên tiếng chỉ trích, cảnh báo Litva và Đài Loan ngay khi phái đoàn quốc hội ba nước vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia đến thăm hòn đảo tự trị, gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Ung Vân Bân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Litva có hành động dứt khoát để sửa chữa sai lầm và làm tròn cam kết chính trị của mình về vấn đề Đài Loan. Trung Quốc kịch liệt phản đối bất kỳ nước nào có quan hệ chính thức với Bắc Kinh, nhưng lại trao đổi chính trị và ngoại giao với đảo Đài Loan. Trung Quốc luôn rõ ràng về chuyện này, ông Ung nói thêm. Trên thực tế, thì dù bị Trung Quốc mạnh tay trả đũa vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện thủ đô Vinius, tuy nhiên Litva vẫn luôn tiếp tục ủng hộ và hợp tác chặt chẽ hơn với hòn đảo. Trong cuộc gặp đầu tuần này, bà Thái Anh Văn tuyên bố Lithuania cũng sẽ thiết lập văn phòng đại diện ở Đài Loan vào đầu năm 2022. Bà Thái còn khẳng định sẽ hợp tác sâu rộng với Lithuania trong các mảng như chất bán dẫn, vệ tinh và công nghệ sinh học. Bình luận về viễn cảnh này, chuyên gia Qiu Giang, Giám đốc am hiểu châu Âu của Viện nghiên cứu quốc tế Trung Quốc ngày 29 tháng 11 đã nói với Tờ Thời báo Hoàn cầu rằng, sự hợp tác giữa Lithuania và Đài Loan sẽ không có bước đột phá bởi vì thị trường Lithuania quá nhỏ so với Đài Loan. Tuy nhiên, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, giữa đài loan và ba nước vùng baltic có nhiều điểm chung họ đều có kinh nghiệm chống chủ nghĩa độc tài và chiến đấu vì tự do nền dân chủ mà họ thừa hưởng hôm nay đã phải rất vất vả mới giành được bà thái khẳng định Trung Quốc gần đây đã xây dựng hàng loạt hầm chứa dọc theo biên giới Ấn Độ trên dãy Himalaya để bảo vệ binh sĩ và vũ khí giữa lúc căng thẳng đôi bên không ngừng nóng lên bất chấp mùa đông giá lạnh. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây của PLA, đơn vị phụ trách biên giới với Ấn Độ, đã tăng tốc xây dựng các căn cứ dưới lòng đất để làm nơi trú ẩn chiến lược trong doanh trại. Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ và khoa học chất nổ ở Bắc Kinh cho biết các công trình ngầm rất quan trọng vì là hầm an toàn của bộ chỉ huy, đồng thời chứa tiêm kích hoặc tên lửa. Chu Thần Minh nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Viện John Wang cho rằng các dự án ngầm dọc theo biên giới Ấn Độ giúp cung cấp môi trường sống và làm việc an toàn cho binh sĩ PLA trên miền núi cao hiểm trở. Những hầm trú ẩn ở độ cao hơn 5.000m này sẽ ngăn cản bất kỳ cuộc truy quét nào từ phía Ấn Độ, ông Chu cho hay. Chuyên gia nói thêm, PLA đã có kinh nghiệm xây dựng công trình ngầm để làm nơi trú ẩn ở tiền tuyến trong giai đoạn Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên 1951-1953. Nhưng hiện giờ, công nghệ và các loại máy đào đất hiện đại còn khiến cho công trình dưới lòng đất trở nên vững chắc hơn. Theo lời ông Chu Thần Minh, tất cả hầm trú ẩn của POA đều rất khó bị phát hiện từ bên ngoài với lối vào được ngụy trang kính kẽ. Hồi tuần trước, đài nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin một nhóm quân y từ quân khu Tân Cương đã diễn tập cứu thương trên chiến trường ở độ cao trên 4.800 m với các binh sĩ bước lên từ hầm trú ẩn. Các cơ sở ngầm của Trung Quốc nằm dọc theo khu vực đất làm. Tại đây, việc xây dựng các tuyến đường xung quanh vùng tranh chấp đã làm bùng nổ cuộc chiến kinh hoàng năm 1962, khiến cả hai bên trùng ấn ghi nhận hàng ngàn binh sĩ tử vong, mất tích hoặc bị thương. Năm 2019, trang tin The Bring ở New Delhi dựa trên hình ảnh vệ tinh cho rằng quân khu Tây Tạng của PLA đã không ngừng mở rộng hai cơ sở ngầm khổng lồ dưới lòng đất tại Khoka, nằm giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Việc này diễn ra liên tục từ sau sự kiện chạm trán vùng đất Lâm. Tờ The Green nói thêm, Trung Quốc đã bắt đầu xây cơ sở dưới lòng đất từ cuối thập niên 90 và củng cố an ninh ra vào bằng hệ thống kiểm soát. Truyền thông Ấn Độ đặt giả thiết các căn cứ ngầm của Trung Quốc có thể được dùng để chứa đạn dược, tên lửa cũng như đặt bộ chỉ huy đầu não của quân khu Tây Tạng giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Anh hôm thứ Ba ngày 30 tháng 11 đã đưa ra một lời đánh động đáng lưu tâm rằng các đối thủ của phương Tây như Trung Quốc và Nga đang chạy đua để làm chủ trí tuệ nhân tạo theo cách có thể cách mạng hóa địa chính trị trong thập kỷ tới. Những hoạt động ngầm của giới điệp viên luôn là đề tài đầy cuốn hút trong điện ảnh. Thế nhưng giờ đây, có lẽ những góc quay sẽ phải đổi khác khi khai thác đề tài này. Bởi theo lời cảnh báo nêu trên, điệp viên thời hiện đại từ Mỹ, Anh cho đến Nga Trung đều đang phải vật lộn với những những tiến bộ kinh khủng trong cuộc chiến công nghệ khi mà nó thách thức các hoạt động gián điệp truyền thống do con người lãnh đạo đã thống trị hàng nghìn năm. Những thách thức được ông Richard Moore, giám đốc cơ quan tình báo bí mật của Anh, được gọi là MI6, liệt kê bao gồm kỹ thuật lượng tử, kỹ thuật sinh học, các cơ sở dữ liệu khổng lồ và những tiến bộ trong sức mạnh máy tính là một mối đe dọa mà phương Tây cần phải giải quyết. Các đối thủ của chúng tôi đang đổ tiền và tham vọng vào việc làm chủ trí tuệ nhân tạo, tính toán lượng tử và kỹ thuật sinh học, bởi vì họ biết rằng việc làm chủ những công nghệ này sẽ mang lại cho họ đòn bẫy, theo ngôi cảnh báo. Ông nói thêm, tiến bộ công nghệ trong thập kỷ tới có thể vượt xa mọi tiến bộ trong thế kỷ qua. Chúng tôi vẫn chưa xác định được thực tế rõ ràng này và tác động tiềm tàng của nó đối với địa chính trị toàn cầu, nhưng đó là một trọng tâm đối với MI6, vì giám đốc tình báo hàng đầu nước Anh thừa nhận. Theo Reuters, mối quan tâm đặc biệt đối với các điểm viên của phương Tây là các cơ quan tình báo của Nga và Trung Quốc đã gấp rút khai thác sức mạnh của một loạt công nghệ tinh vi, đôi khi với tốc độ nhanh hơn so với phương Tây. Các cơ quan tình báo phương Tây lo ngại Bắc Kinh có thể thống trị tất cả các công nghệ quan trọng mới nổi trong vòng nhiều thập kỷ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp và di truyền học. Sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 40 năm qua được coi là một trong những sự kiện địa chính trị quan trọng nhất trong thời gian gần đây, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh. Đứng trước thách thức này, ông Moore cho rằng, ngay cả cơ quan tình báo hàng đầu lâu đời nhất của Anh như MI6 sẽ phải chấp nhận thay đổi để khai thác các công nghệ mới. phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ tiếp tục chứng kiến sự điều quân bổ sung lực lượng của Nga gần biên giới với Ukraine. Tuyên bố đưa ra khi ông Kirby được yêu cầu bình luận về sự hiện diện đáng lo ngại của Nga ở vùng biên giới, đồng thời phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng khẳng định thêm, quân đội Mỹ đang theo dõi điều này chặt chẽ. Về số lượng, tôi sẽ không đánh giá cụ thể, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi tiếp tục thấy sự chuyển động, sự bổ sung lực lượng từ phía Nga. Ông Kirby lưu ý, quân đội Mỹ đã quan tâm rất nhiều đến những lần điều động binh sĩ thế này trong suốt một thời gian qua. Những hồi chuông báo động về việc Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào Ukraine đã ngày càng được giống lên ở phương Tây và ở Ukraine. Tuy vậy, người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov, đã dập tắt những cáo buộc đó và thậm chí đã tố ngược Ukraine đang tung ra những tin đồn để ngụy trang chiến lược gây hấn của mình. Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 30 tháng 11 đăng video lên Twitter cho thấy biên phòng Belarus dùng tia laser nhắm vào binh sĩ Ba Lan ở gần Tokary. Phía Ba Lan cáo buộc biên phòng Belarus còn ném đá vào binh sĩ và cảnh sát nước láng giềng. Cũng theo lực lượng an ninh Ba Lan vào hôm 29 tháng 11, họ đã chặn 134 nỗ lực vượt biên của người di cư. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang gây áp lực buộc Liên minh châu Âu-EU, đặc biệt là Đức, phải tiếp nhận một số người di cư, trong khi Minsk tiến hành các chuyến bay hồi hương. Tuy nhiên, khối Liên Âu đã thẳng thừng bắt bỏ yêu cầu này. Khủng hoảng ở biên giới Ba Lan, Belarus liên quan đến hàng ngàn người di cư từ Syria, Iraq, Afghanistan và nhiều nước khác muốn đặt chân đến các nước thành viên EU. Căng thẳng đã kéo dài suốt nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa có lối thoát. Các nhóm nhân quyền cho biết ít nhất 13 người tị nạn đã qua đời dọc biên giới do điều kiện sống khắc nghiệt. Những người khác cũng phải trải qua cái lạnh bút giá với rất ít thức ăn và nước uống để cầm cự qua mùa đông. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, một vòng đàm phán mới nhất nhằm hồi sinh kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA, còn gọi là thỏa thuận hạt nhân 2015, đã diễn ra với sự tham gia của Ủy ban chung gồm Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức tại Vienna, Áo sau gần 6 tháng gián đoạn vì cuộc bầu cử tại Iran. Mỹ là bên tham gia gián tiếp. Tuy vậy, các quan chức Mỹ đặt kỳ vọng rất thấp vì tin rằng Iran vẫn chưa sẵn sàng đàm phán nghiêm túc. Các quan chức hàng đầu của chính quyền tổng thống Biden vô cùng lo lắng Iran sẽ đi quá xa trong quá trình phát triển hạt nhân hiện tại đến nỗi không thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Mối quan tâm bắt nguồn từ thực tế là Iran đang dần tiến nhiều hơn trên con đường phát triển các máy ly tâm tiên tiến. Đồng minh thân thiết của Mỹ Israel thường xuyên bày tỏ sự cảnh giác cao độ về việc Iran dường như đang tiến gần hơn tới quá trình vũ khí hóa. Tuy vậy, đáp lại nỗi lo này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ trấn an rằng, chúng tôi đã nói rõ rằng việc Iran tiếp tục leo thang hạt nhân là viễn vông và không phù hợp với mục tiêu đã nêu của họ là trở lại tuân thủ JCPOA. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, việc Iran cố leo thang các hành động hạt nhân cũng chẳng thể tạo ra được đoàn bẫy có lợi nào trong các cuộc đàm phán. Hoa Kỳ đã làm việc với Liên minh châu Âu và tất cả thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, để đàm phán về thỏa thuận năm 2015. Trong lúc cả địa cầu đang dần bước vào tháng cuối cùng của năm, bao nhiêu dự định về các ngày lễ lớn từ Giáng sinh cho đến chào đón năm mới đều trở thành niềm hy vọng sau quãng thời gian dài đấu tranh với đại dịch, thì biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lại xuất hiện và gieo rắc nhiều nguy cơ kinh hoàng. Tại Mỹ, vào đầu tuần này, Tổng thống Joe Biden đã gặp gỡ giám đốc điều hành của các nhà bán lễ lớn để giải quyết nỗi lo về chuỗi cung ứng hàng hóa cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới trước nguy cơ gián đoạn mà biến thể mới đem lại. Trước đó, ông Biden đã triển khai hay nhiều biện pháp để khôi phục chuỗi cung ứng, bao gồm khai thác các cảng và mở rộng giờ làm việc của xe tải. Giám đốc điều hành chuỗi bán lẻ Walmart, Drew McMillan, ca ngợi nỗ lực của chính quyền ông Biden trong việc giảm bớt các nút thắt trong chuỗi cung ứng, đồng thời lưu ý quyết định kéo dài giờ cảng có tác động tích cực đến luồng hàng hóa. Ông McMillan cho biết, trong cuộc họp tại Nhà Trắng, chúng tôi đang thấy sự tiến bộ, tình trạng chậm trễ ở cảng và quá cảnh đang được cải thiện. Ông nói thêm rằng Walmart đã nhận thấy sự cải thiện 51% trong việc vận chuyển hàng hóa qua các cảng Nam California, một con số cải thiện đầy tích cực cho nhu cầu khổng lồ vào dịp lễ sắp tới của người tiêu dùng. Cuộc họp cũng có sự tham gia của các CEO của các hãng như Best Buy, Food Lion, Samsung chi nhánh Bắc Mỹ. Tổng thống Biden cũng đã nỗ lực điều tra triệt để những câu chuyện về phí vận chuyển quá cao và hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra vào các thị trường dầu khí đang giữ giá nhiên liệu cao. Cuộc họp tại Nhà Trắng về chuỗi cung ứng hồi đầu tuần đã diễn ra sau khi bắt đầu mùa mua sắm cuối năm. Doanh số bán lẻ vào ngày hội giảm giá Black Friday đã tăng 29,8% so với năm 2020, cho đến 3 giờ chiều cùng ngày tại Mỹ, theo Mastercard SpendPulse. CEO hãng dược Moderna hôm 30 tháng 11 cho biết, các vắc xin ngừa COVID-19 dường như giảm hiệu quả chống lại biến chủng mới Omicron so với biến chủng nguy hiểm Delta. Cụ thể, CEO Stefan Bansal trong cuộc phỏng vấn với Financial Times cho biết, tôi nghĩ rằng hiệu quả không thể ngăn bằng mức độ mà chúng ta đã có với chủng Delta. Chúng tôi chỉ không biết sự sụt giảm như thế nào vì phải cần chờ thêm dữ liệu. Nhưng các nhà khoa học đã nói với tôi, mọi chuyện không quá suôn sẻ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, biến chủng Omicron có nguy cơ cao gây ra tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Từ lúc được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi ngày 24 tháng 11, hiện chủng Omicron đã lây sang hơn chục quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Úc, Bỉ, Botswana, Anh, Đan Mạch, Đức, Hồng Kông, Israel, Ý, Hà Lan, Pháp, Canada. Nhật Bản vào ngày 30 tháng 11 cũng đã báo cáo bệnh nhân nhiễm Omicron đầu tiên là một người đàn ông ngoài 30 tuổi từng đến Namibia. Người này đã có kết quả dương tính khi đáp xuống sân bay Nhật Bản. Theo tránh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno nói với phóng viên, hiện bệnh nhân điều trị ở trung tâm y tế và giới chức đã nắm được những người tiếp xúc gần với anh này. Chính phủ Nhật không tiết lộ quốc tịch của F0. Nhật Bản đã cấm người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 30 tháng 11, quy định có hiệu lực ít nhất một tháng. Đến nay, Nhật Bản đang hành động quyết liệt hàng đầu thế giới để ngăn cản biến chủng Omicron. Đài NHK đưa tin, quyết định của chính phủ Nhật Bản về cấm người nước ngoài nhập cảnh do lo ngại biến chủng mới Omicron đã khiến cho nhiều người Việt Nam rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hầu hết họ là thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật. Được biết năm 2020, công dân Việt Nam chiếm hơn 50% số thực tập sinh ở xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, Nhật Bản đã hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt để ứng phó với diễn biến mới nhất của dịch bệnh. Điều đó khiến cho một công ty ở Hà Nội phải tạm ngừng hỗ trợ khoảng 350 thực tập sinh vào thời điểm họ đã chuẩn bị xong mỗi hành trang và chỉ chờ ngày khởi hành. Một thực tập sinh cho biết đã phải chờ đợi hơn một năm. Anh nói tin tức về hạn chế nhập cảnh thật đáng thất vọng. Nam sinh bày tỏ vẫn nuôi ý định tới Nhật Bản dù gia đình khuyên từ bỏ. Một đại diện công ty ở Hà Nội hy vọng chính phủ Nhật Bản sẽ có biện pháp xử lý phù hợp để các thực tập sinh đến xứ sở Hoa Anh Đào sớm nhất có thể. Trong khi đó, một vài người Việt đã có những phương án thay thế. Theo đài NHK, một người đàn ông 29 tuổi ở phía Bắc Việt Nam đã không còn mặn mà đến Nhật, thay vào đó là làm việc tại nhà máy địa phương. Anh cho biết hài lòng với quyết định của mình vì vẫn có đồng lương hàng tháng và được dành thời gian bên gia đình. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Thái tử Nhật Bản hôm thứ Ba ngày 30 tháng 11 đã chỉ trích giới truyền thông vì sự giả dối và những điều khủng khiếp khi đưa tin về lễ đính hôn của con gái ông, cựu công chúa Mako, người đã từ bỏ địa vị hoàng gia của mình để kết hôn với một thường dân vào tháng trước. Công chúa Mako, 30 tuổi, trước đó đã hoãn cuộc hôn nhân với Kei Komoro, 30 tuổi trong khoảng 3 năm vì sự phản đối xuất phát từ một vụ bê bối liên quan đến mẹ anh. Marco cũng đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn tâm lý PTSD do sự quan tâm quá mức của truyền thông và dư luận thời điểm đó. Theo luật pháp Nhật Bản, công chúa Marco phải từ bỏ địa vị hoàng gia của mình khi hai người vẫn quyết định đi đến kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới ở New York vào tháng 11 vừa qua. Thái tử Akishino, em trai của Nhật Hoàng, đã đưa ra nhận xét thẳng thắn khác với phong thái thường ngày tại cuộc họp báo kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 của ông. Về các bài báo trên mạng, có rất nhiều dạng bình luận và một số trong số đó nói những điều thực sự khủng khiếp, có những người đã bị tổn thương sâu sắc bởi sự vu khống này. Thái tử Akishino nhấn mạnh, Thái tử Akishino còn đưa ra thông tin, chính cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản, ISA, đôi khi cũng có thông tin sai trên trang web, và ông kêu gọi ISA có nhiều hành động cụ thể cũng như thiết thực hơn trước bảo thông tin sai lệch của truyền thông. Một phiên tòa ở Myanmar ngày 30 tháng 11 lại hoãn tuyên án với cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi vì sẽ có thêm nhân chứng cho lời khai, theo hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc đảng của bà Suu Kyi cho biết. Cụ thể thì ông Zhou Myanmar sắp hầu tòa cho lời khai, dù trước đó vắng mặt vì lý do sức khỏe. Vốn dĩ là tòa án vào ngày 30 tháng 11 sẽ ra phán quyết về cáo buộc bà Suu Kyi sử dụng và vi phạm lệnh hạn chế ngăn virus corona. Phán quyết này sẽ là bản án đầu tiên dành cho cựu lãnh đạo 76 tuổi kể từ khi quân đội đảo chính ngày 1 tháng 2 bắt giữ bà và ngăn cản đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Theo nguồn tin thân cận với tòa án Myanmar, nhân chứng Zhou Myanmar sẽ hầu tòa vào ngày 6 tháng 12. Không rõ vào hôm đó tòa có tuyên án hay không. Các phiên xử được xem là cách thức làm suy giảm tín nhiệm của bà Suu Kyi và ngăn cản bà chạy đua vào các cuộc bầu cử sắp tới. Hiến pháp Myanmar cấm các phạm nhân nắm giữ vị trí cấp cao trong chính phủ. Sau khi đảo chính, lực lượng an ninh Myanmar đã thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ, khiến gần hơn 1.300 dân thường thiệt mạng, theo thống kê của Hiệp hội Tù binh Chính trị AAPP. Hôm 29 tháng 11, những nông dân Ấn Độ đã nhảy múa ăn mừng việc chính phủ nước này bãi bỏ các đạo luật nông nghiệp gây tranh cãi. Đây là thành quả sau một năm kiên trì bám trụ gần thủ đô New Delhi để biểu tình phản đối. Lãnh đạo phong trào biểu tình của nông dân Gunam Singh Chaduni chia sẻ, Ngày này sẽ ghi dấu công lao của những người đã thiệt mạng khi tham gia phong trào, đòi lại quyền lợi cho nông dân. Được biết, thì tháng 9 năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã ban hành 3 đạo luật nông nghiệp cho phép người nông dân tự do bán sản phẩm cho các thương nhân, bên cạnh các chợ đầu mối do chính phủ quản lý, nơi nông dân được nhà nước đảm bảo giá bán tối thiểu. Các nông hộ nhỏ cho biết, những thay đổi này khiến họ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn và mất quyền lợi được hỗ trợ giá đối với các mặt hàng chủ lực như lúa mì và gạo. Hôm 29 tháng 11, Viện Núi Lửa quần đảo Canary ở Tây Ban Nha đã công bố video ghi lại cảnh dòng dung nham cuốn theo đá nóng chạy từ núi lửa với tốc độ nhanh 1 mét mỗi giây. Ngọn núi lửa trên đảo La Palma đã thức giấc vào ngày 19 tháng 9 và chưa có dấu hiệu ngừng phun trào. Theo giới chức, thì núi lửa vừa mở thêm một lỗ thông, kích hoạt dòng dung nham mới và tạo ra những đám khói bụi dày đặc. Theo chính quyền địa phương, tính đến nay thì dung nham từ núi lửa La Palma đã nhấn chìm 1.115 hecta đất và phá hủy gần 2.700 tòa nhà, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Đây là con tàu năng lượng, được ví như những nhà máy điện nổi của Thổ Nhĩ Kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Cuba giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn điện. Được biết, thì theo thỏa thuận giữa quốc gia vùng Caribe với công ty điện năng Thổ Nhĩ Kỳ, Karadenik Holding, thì Cuba sẽ có được nguồn điện từ 4 trong số những con tàu đặc biệt này. Hôm 29 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai thác Mỏ Cuba, Livan Aronte cho biết các con tàu năng lượng giúp nước này duy trì lưới điện mà không lo bị gián đoạn nguồn cung. Ông nói rằng phương án này giúp chúng tôi có thể tập trung bảo trì các nhà máy điện khác trên đất liền và từ đó tạo ra nguồn điện dự trữ để đáp ứng nhu cầu của người dân vào lúc cao điểm. Được biết, công ty Karadeniz Holding của Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sản xuất và bán nguồn điện tạo ra từ những con tàu neo đậu ngoài khơi như thế này cho hơn 10 quốc gia bị thiếu điện. Do các nhà máy điện trong nước không đảm bảo được nguồn cung, các đội tàu đặc biệt này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 12 năm nay. Một anh chồng Ấn Độ đã xây hẳn cho vợ một ngôi nhà bắt chước phong cách tượng đài nổi tiếng của tình yêu, Taj Mahal. Cụ thể anh Anarakat Joshi, giáo viên ở bang miền Trung Madhya Pradesh, đã xây dựng một phiên bản thu nhỏ của đền thờ tuyệt tác của Ấn Độ để chứng minh tình cảm dành cho bà xã. Căn nhà gồm 4 phòng ngủ, một thư viện và một phòng chứa thuốc theo yêu cầu của người vợ ngôi nhà màu trắng với mái vòm lộng lẫy, bên trong chạm khắc tinh xảo và giác vàng. Anh Chelsea si cho hay, vợ tôi chỉ có một yêu cầu là muốn có một phòng bảo quản thuốc tốt trong nhà, vì vậy tôi nói với các kỹ sư tập trung vào nhiệm vụ đó. Cả gia đình đã đến thăm đền Taimaha ở Aga và sử dụng hình ảnh trên Internet để mô phỏng chính xác ngôi đền thiên của tình yêu và sự lãng mạn. Người chồng cho biết, chúng tôi muốn có một phiên bản thu nhỏ hoàn mỹ, các kích thước phải đạt tỷ lệ tương ứng với ngôi đền thật tới từng cm. Được biết thì các nhà điêu khắc đến từ bang Tây Benga, còn những nghệ sĩ khác đến từ khắp nơi ở Ấn Độ. Ngôi nhà tiêu tốn khoảng 260.000 đô la, tương đương 5,9 tỷ đồng. Hiện ngôi nhà Taj Maha thu nhỏ cũng mở cửa cho du khách tham quan, giống như một tuyệt tác kiến trúc đích thực. Tuy nhiên, họ chỉ mở cửa vào giờ hành chính. Đền Taj Maha là kỳ quan nổi tiếng nhất Ấn Độ, được xây dựng vào năm 1632, khi vua Mughal Shah Jahan bày tỏ lòng nhớ thương người vợ đã khuất Montan. Ngôi đền đón gần 7 triệu lượt khách ghé thăm hàng năm. Hình vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay cảm ơn quý khán giả đã theo dõi fbc sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu hãy bấm theo dõi fbc ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại